ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tội danh nhận hối lộ. Theo Cổng Thông tin Bộ Công an, quyết định này là kết quả của việc điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan, ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt hạn tài sản cho nhà nước.